Năm tới, Singapore trở thành nước thứ hai ở Đông Nam Á có VAR. Singapore phải có VAR để khỏi thua chị kém em và để các trọng tài của họ gặp thuận lợi hơn. Dù giải vô địch quốc gia không mạnh nhưng Singapore quyết định trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á có trang bị hệ thống video hỗ trợ trọng tài VAR. Cũng cần phải nói thêm rằng Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có trọng tài được FIFA gọi tập trung làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup 2022. Đó là trọng tài FIFA Taki Zahari, vị trọng tài rất quen thuộc từng làm nhiệm vụ các giải có các đội tuyển Việt Nam thi đấu. Ông Taki Zahari là trọng tài chính, ông được FIFA triệu tập làm trợ lý và các trận đấu World Cup 2022 tại Qatar. Singapore quyết chạy đua để trở thành giải đấu có VAR sớm thứ hai Đông Nam Á sau Thái Lan. Cụ thể vào mùa giải 2023, các sân bóng của Singapore sẽ có VAR. Lúc sinh thời, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore, FAS, ông Lim Tong Kia vừa mới qua đời đã đưa ý tưởng triển khai VAR vào các giải quốc gia Singapore từ năm 2021. Tuy nhiên, vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát dữ dội, kế hoạch này bị hoãn lại. Bây giờ, Singapore bắt tay làm lại kế hoạch và sang năm sau thì có VAR ngay vào luôn. Trọng tài Taki Zahari sẽ đứng lớp trong các buổi đào tạo trọng tài sử dụng VAR. Nếu Singapore có VAR, thì trước mắt những ông vua sân cỏ của họ sẽ không bị thiệt thòi khi được triệu tập tham dự các giải quốc tế. Các vua sân cỏ ngày nay ngoài việc được thăng cấp, FIFA thì phải biết vận hành, xử lý VAR mới được xem xét cho làm việc ở các giải quốc tế. Việc Taki Zahara là trọng tài duy nhất Đông Nam Á được FIFA mời làm nhiệm vụ World Cup 2022 cho thấy điều này. Các giải nội địa có VAR cũng làm cho cầu thủ dần thay đổi thái độ thi đấu, họ chơi ít tiểu xào và phạm lỗi lỗi. Nếu không có VAR, họ có thể qua mặt được trọng tài, nhưng có VAR thì không thể qua mắt được. Nhiều cầu thủ đến từ những nền bóng đá không có VAR hay có tiểu xào, đánh người phạm lỗi kín nhưng dưới con mắt của VAR thì không thể thoát được, thậm chí bị thẻ đỏ. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam cũng nên nhanh chóng triển khai công nghệ VAR.